Chúng ta cùng đến với phần phỏng vấn du học sinh của Max sau khi các bạn nhận được visa tại Đại sứ quán Hàn Quốc tại Hồ Chí Minh nhé. Hôm nay chúng ta cùng vào đó bạn Thạch Rô Dai, tân sinh viên của Đại học Myeongji. Dai có thể cho các bạn cùng biết ba bí quyết giúp em nhận được visa là gì không? Ba bí quyết của em có thể nhận được visa đó chính là học tập thật tốt, hai chính là chuẩn bị hồ sơ phải thật kỹ càng, thứ ba là tài chính phải thật vững mạnh. Hẹn gặp lại các bạn tại Max.